chào quý vị trở chương trình thực hiện tv tiếp tục nói về hiện tượng sư thức minh tuệ thì trong thời gian vừa qua đây là một cái hiện tượng nóng có quá nhiều các cái sự theo dõi có quá nhiều những cái sự màn bạc đánh giá khen chê đủ điều hết và nó sôi nổi sôi sục ở trong việt nam thì đã đành đi mà ngay cả cộng đồng người việt ở tại hải ngoại cũng uh, theo dõi sát sao và thậm chí là họ đưa ra những cái ý kiến vô cùng trái chiều và thậm chí là đưa ra quá nhiều các cái thuyết âm mưu những cái thiết âm mưu kinh thiên động địa những cái thiết âm mưu mà nhiều người không thể tưởng tượng được họ vẫn có thể đặt ra và họ luôn ra rã về cái vấn đề ông thích minh tuệ thì ông sư thích minh tuệ chúng ta thấy là chú ý nhất là cái thời điểm mà hiện nay khi mà ông sư thích minh tuệ thực hiện cái hạnh đầu đà đi từ phía bắc vào và trong 4-5 năm, năm vừa qua thì ông ta đi không có vấn đề gì cả người ta thấy là bình thường và gần như là mọi người không có theo dõi mọi người không có để ý có một người đàn ông ôm một cái bình đội cái nồi cơm điện cái lòng của cái nồi cơm điện để mà đi trên các cái đường phố và khất thực nhưng mà năm nay lại bị chú ý bởi vì có cái lực lượng youtuber hay là truyền thông mạng đó thổi lên quá dữ dội và nó đã thu hút cái lượng khán giả hay là lượng lượng người mà hiếu kỳ hay là những người mà mến mộ đông nhất có lẽ là khi ông Minh Tuệ đi sang ba cái tỉnh đó là tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đến đổi mà những hình ảnh ở Thừa Thiên Huế người ta thấy gần như là vỡ trận à, lực lượng cảnh sát bảo vệ lực lượng mà giữ trật tự có những cái thời điểm gần như là không có khả năng bởi vì cái lượng người đến quá đông và làm tắc nghẽn giao thông và nếu mà tình trạng đó kéo dài thì chắc chắn là nó đã tạo ra một cái hình ảnh vô cùng bắt nháo và người ta cũng lo về vấn đề an nguy của những người ở trong cái 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 đoàn người của ông Minh Tuệ nữa thật ra chúng ta dùng cái từ mà đoàn người của ông Minh Tuệ thì cũng không đúng ông Minh Tuệ là cái người đi khất thực và đi tu tập chỉ một mình thôi và sau khi mà có nhiều người khác người ta cảm hứng về cái cách đi tu tập cái hạnh khổ hạnh của ông Minh Tuệ một cách um, sống tối giản và rũ bỏ tất cả các vật chất để um, đi theo ông Minh Tuệ và um, trong đó thì không biết là có bao nhiêu người người ta đi theo là tu tập thật và có bao nhiêu người là nhiều khi họ hiếu kỳ hay là họ uh, tu nửa chừng hay là nhiều khi họ có đội lốp để mà họ trà trộn vào đó hay không thì chúng ta không có biết nhưng mà cái đoàn người đó là hoàn toàn tự phát tự xây dựng chứ mà nếu mà gán ghép là ông Minh Tuệ lập ra cái đoàn sư như vậy để mà đi khách thật hoặc là dùng cái từ là uh, cái đoàn uh, tăng lữ của ông uh, sư Minh Tuệ là không đúng. thì um, cái việc mà cộng đồng mạng sôi sục là bởi vì có nhiều người họ họ hiếu kỳ quá, họ cứ theo các bước chân và gần như là mỗi ngày, thậm chí là mỗi tiếng đồng hồ có những cái chương trình, có các cái YouTuber mà họ đi theo từng bước chân của ông Minh Tuệ và họ có thể review tức là đưa tất cả những cái hình ảnh, những cái tin tức liên quan đến các cái bước chân đó tạo ra một cái um, cái sự kiện có thể nói rằng chưa uh, bao giờ có từ trước tới nay và đặc biệt là liên quan đến vấn đề mà tôn giáo đó quý vị. Thì uh, chúng ta đã nhớ lại những cái bước chân cuối cùng của ông Thư Minh Tuệ xuất hiện ở uh, Huế và sau đó thì ông ta biến mất. Một cái sự biến mất đó đã tạo ra cái hoài nghi và làm cho là một muốn mồi bới bở để mà những cái kẻ ở hải ngoại đặc biệt là những cái nhóm mà nhân danh cho đấu tranh dân chủ nhân quyền hay là những nhóm mà chuyên môn mà xỉa xói các vấn đề của Việt Nam bắt đầu họ đặt cái vụ việc ông Sư Minh Tuệ ra và họ lại thiêu dệt với rất nhiều các cái thuyết âm mưu có những thứ âm mưu đặt ra nói là ông Thức Minh Tuệ có lẽ là bị Cộng sản bắt rồi, bị công an bức hại, và nào là không có tự do tôn giáo, hay là thậm chí là có những kẻ họ nói là họ học hành luật sư, luật um, tiến sĩ, học um, kỹ sư hay là họ từng bác sĩ gì lung tung. Nhưng mà họ công cổ họ lên trên mạng xã hội hoặc là họ thể hiện trên các cái tài khoản um, cá nhân ở mạng xã hội đó. Thì họ nói rằng làm có lẽ là bị thủ tiêu rồi. Mà họ, họ nói mà không có chứng cứ gì cả rồi um, họ đặt rất nhiều các cái vấn đề để rồi cuối cùng chúng ta thấy rằng đó cái sự việc nó vỡ òa ra nó um, coi như một cái bộ phim giống như là lật mặt vậy đó nghĩa là sao nghĩa là ở phía bên các cái um, đài báo mà chính thống ví dụ như là vtv và nhiều cái tờ báo um, khác nữa ví dụ như uh, tờ uh, người lao động cũng có đến trực tiếp để mà phỏng vấn ông minh tuệ khi mà ông ta ở gia rai chúng ta thấy rằng ông minh tuệ sau một tuần lễ mà gọi là vắng bóng đó, tức nghĩa là ông ta sau đó đã trả lời rất là rõ ràng rằng là mình thay đổi tức nghĩa là chọn cái cách ẩn tu về gần gia đình và ở đó và còn làm các giấy tờ tùy thân nữa thí dụ như là giấy căn cứ công dân chúng ta đã thấy rất là rõ ràng rồi thì những hình ảnh như vậy là thiết nghĩ rằng những cái nhóm ở bên ngoài họ sẽ không còn tiếp tục để mà họ họ lên tiếng nữa nhưng mà vừa qua đó quý vị đã thấy rồi chúng tôi cũng đã chứng minh cho quý vị đặc biệt là ở tại Hoa Kỳ khi mà có hai cái văn bản một là của ông Trí Tạ và hai là của bà Mỹ Xem Steel và hiện giờ thì chúng tôi cũng nghe phong thanh thêm một vài những cái nghị viên mang tên là nghị viên chứ thật ra là họ là ủy viên hội đồng của một cái thành phố nhỏ thôi À, những cái thành phố nhỏ lóc cóc len keng cũng bắt đầu à, rộn rịp hay là muốn à, chạy theo à, cái gọi là cái thị hiếu đó, chạy theo cái, bởi vì biết rằng cái vấn đề mà của ông Sư Minh Tuệ là cái vấn đề có nhiều người quan tâm. Họ muốn tạo cái sự chú ý của các cái cử tri, cho nên họ cũng muốn đi theo cái bước chân của ông Trí Tạ hay là bà Michelle Steele để ra các cái văn bản, ra văn bản để mà tố khổ chính quyền của Việt Nam về vấn đề ông Sư Minh Tuệ nhưng mà nhìn lại cái diễn biến đến ngày hôm nay đó chúng ta thấy rằng cái thứ nhất á nói về ông sư Minh Tuệ ông sư Minh Tuệ không có gì sai cả ông sư Minh Tuệ đã sớm à, coi như là bị xác nhận là không phải là một cái tu sĩ Phật giáo theo à, như các cái tôn chỉ các cái quy định của à, bên giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng mà điều đó cũng không tước đi cái giá trị mà tu tập mà thuần khiết chân chính và nó bám theo cái giáo lý đạo Phật của ông sư Minh Tuệ bởi vì ông sư minh tuệ là cái người chưa có phải được công nhận rằng tăng ni phật tử tăng ni theo cái quy định của giáo hội nhưng mà ông sư minh tuệ đã giữ giới và đã làm theo các cái hạnh và tu tập một cách rất đúng đắn không có ngoại lai ngoại căng không có tà giáo và cũng không có ma mị và cũng chả có mà vì lợi ích vật chất thì đây là cái điều mà chính vì vậy cho nên người ta hiếu kỳ chính vì vậy người ta mới tôn trọng và người ta tôn sùng cái việc mà nhiều người kính trọng sư minh tuệ cũng là một điều hợp lý thôi chính vì cái điều này có lẽ rằng chính quyền của Việt Nam người ta cũng thấy và người ta mới để cho sư minh tuệ đi mà không chỉ là năm nay mà thậm chí là 4 năm năm trước rồi đi suốt đường phố ở Việt Nam có vấn đề gì đâu chỉ có lần này mà tại sao người ta can thiệp là bởi vì ông minh tuệ và vì quá nhiều người hiếu kỳ và người ta vỡ trận về cái cách quản lý trật tự quá nhiều người đi rồi họ đi như vậy nó sẽ gây ra rất nhiều các hệ lụy thí dụ như bệnh hoạn rồi à, xảy ra những cái việc mà nó um, bất trắc nào đó thì uh, nó sẽ rất là khó khăn. Rồi ngay cả sinh hoạt, ngay cả những hình ảnh nó cũng có thể là bắt nháo nữa. Cho nên là ở phía bên chính quyền có thể nói là một cái bài toán rất là khó để mà xử lý các vấn đề như thế này, nhưng mà rất may là cái sự hợp tác của ông Minh Tuệ Nghĩa là ông Minh Tuệ đã đồng ý dừng và khi trả lời trên các cái đài báo của Việt Nam đó như là VTV1 hay là người lao động thì ông Minh Tuệ nói rất là rõ là chủ đích của mình là học tập là học và giữ giới và tu tập theo cái hạnh đầu đà, theo lời Phật dạy và ông ta thấy rằng cái trách nhiệm xã hội của mình trách nhiệm công dân. Chính vì vậy thì cái clip cách đây hai 3 ngày đó chỉ mà trả lời trên um, uh, cái um, một cái clip mà chúng tôi thấy rằng hình như là của bên phía bên công an đó của tỉnh gia lai thì uh, nói là cái nguồn từ đó và cho thấy rằng ông minh tuệ đã nói về các cái youtuber nói về những người mà có thể là lợi dụng hình ảnh của ông ta để mà gây coi như là kiếm view hay làm tạo ra cái sự mà xâm phạm đến thì ảnh hưởng tới cái việc mà tu tập những cái điều đó là cũng không có được và chúng ta thấy ngày hôm qua đó có những hình ảnh thậm chí là nó bùng nổ hơn nữa khi mà các cái đài báo như là VTV1 hay nhiều đài báo chính thống họ đưa lên đó tin tức là ông Minh Tuệ ở đâu thật ra người ta nói là ông T Minh Tuệ ở đâu để mà cho mọi người biết rằng ông Minh Tuệ đang ẩn tu và đang rất là an toàn với cái gia đình và không có cái chuyện mà gọi là bị ép bức hay là nhục mạ hành hung hay là ngay cả trấn áp tra tấn gì giống như là cái bọn ở hải ngoại đó cái bọn mà nó um, chống cộng cuội hay dân chủ cuội ở hải ngoại nó tru tréo nó đặt à, những cái vấn đề à, theo cái kiểu mà thuyết âm mưu một cách rất là kinh khủng như vậy tới chừng mà ông sư Đức tuệ mà thích xuất hiện ra trên các cái đài như là vtv 1 thì họ cũng còn chưa câm miệng và họ cũng còn đặt ra nhiều hướng khác nữa chúng ta nhìn cái sự việc đó nó coi cái cơ sở là nó phải khách quan cái việc đó nó diễn ra như thế nào thì mình nói như thế đó trong khi đó thì ông Minh Tuệ đang rất là khỏe mạnh hình ảnh tươi tắn và thậm chí có người nói với chúng tôi rằng là thấy có um, vắng ông Minh Tuệ có 7 tấm ngà gì đó mà thấy ông ta là như là trắng ra thay vì cái thời gian mà đi ở Huế rồi bị giăng nắng giăng nôi là nó mệt mỏi người hốc hác rồi um, khi mà đi về nhà ở um, bên với gia đình thì gần như là thấy mọi thứ nó khác đi và ngày hôm qua đó thì khi mà có quá nhiều người mà họ biết ông minh tuệ đang ở gia lai thì họ lại đổ xô về gia lai đổ xô về gia lai đến đổi đó làm người ta tính rằng hàng ngàn lượt người đến từ nhiều cái địa phương để đổ về cái cái huyện gọi là la rai để mà tìm cái địa điểm mà ông lê anh tú tức nghĩa là thích uh, minh tuệ ẩn tu và làm cho cái lực lượng và chức năng ở cái huyện coi như là rai này đó phải rất vất vả và có thể nói rằng như vậy thì đến bây giờ ông Minh Tú hay là ông Thích Minh Tuệ tiếp tục lại quyết định một lần nữa là ẩn tù đó sáng ngày 13 tháng 6 nha quý vị sau khi mà đi khất thực thì ông Minh Tuệ đã vào một cái công ty ở trên cái địa bàn huyện Nam La Rai để mà thỏa thực thì nhiều người đó họ tìm cách mà họ họ tiếp cận nhưng mà đã bị ông đã bị nhiều người họ ngăn chặn lại và như vậy thì nó đã tạo ra cái việc mà nó nó rất là rắc rối đây là có một số những hình ảnh ví dụ như là những cái tờ báo đặc biệt đây là tờ báo thanh niên đây họ đăng đây quý vị chúng ta thấy rất là rõ ràng ha khi mà ông Minh Tuệ đi đến một cái chỗ để mà khắc thực đó thì có hàng trăm thậm chí là cả ngàn người mà họ quay quanh như vậy thì những hình ảnh đó người ta nghĩ rằng đó mà nếu mà kéo dài như vậy thì nó lại tập trung đông người nữa có những người mà báo thanh niên người ta phỏng vấn thì họ nói họ đến từ nhiều nơi có người thì đến từ Sài Gòn có người đến từ những cái tỉnh gần bên và vì yêu mến ông Minh Tuệ cho nên là chạy ra ngoài đây để mà gặp cho ông ta bằng được đó một số này hiếu kỳ quý vị nhưng mà ông Minh Tuệ đến bây giờ ông ta là coi như là đã quyết định là tiếp tục ẩn tu nữa và ngày hôm nay người ta không biết ông Minh Tuệ ở đâu nữa cái kiểu này là là ông ta tự quyết thôi chứ ai bắt đâu đâu có mà xe cảnh sát hay là đâu có ai mà họ còng hay là họ làm cái gì và với cái cách mà đi như vậy thì ông Minh Tuệ bắt buộc phải có cái hình thức làm phải tự giải quyết cái vấn đề của mình chứ không thôi thì coi như là sẽ rất là khó khăn chúng ta thấy là khi mà ông Minh Tuệ mới đi trở về nhà đó thì cái việc mà làm giấy ở căn cước hay là cái việc mà báo cáo với các cái cơ quan ban ngành hay là đề nghị đó thì cũng là xuất phát từ cái đề nghị của phía gia đình. Chúng ta thấy rằng cái đề nghị của gia đình thí dụ như là đây, hình ảnh của một cái ông là Lê Anh Tuấn. Lê Anh Tuấn thì được cho rằng là anh ruột à, của ông Lê Anh Tú Và chính ông Lê Anh Tuấn là cái người đã làm các cái giấy tờ để mà đề nghị chính quyền can thiệp hay là đề nghị chính quyền giúp đỡ cho em mình. thí dụ đây quý vị có thể thấy là ở đây ở đây là một cái đơn nha đơn xác nhận đây quý vị có thể thấy là một cái đơn xác nhận ha một cái đơn xác nhận này được viết là kính gửi công an xã Lato. tô à, đây là người làm đơn mang tên là lê anh tuấn và đề nghị xác nhận là lên Tuấn đó. Tôi là Lên Tuấn và Lên Tú tức là Thích Minh Tuệ sinh năm 1981. Là anh em ruột, cùng cha cùng mẹ, xác định rất là rõ ha. Kính mong cơ quan xác nhận cho chúng tôi nội dung trên. Rồi cái đơn này được anh gửi cho cơ quan xã và chính xã cũng xác nhận là theo đơn thì xin xác nhận của ông lê tuấn thì công an xã xác nhận là đúng nội dung trên là đúng tức như là hai người này là anh em ruột với nhau và bên cạnh đó thì có thêm một cái văn bản khác nữa đó là một cái tờ văn bản để mà chúng tôi xem đây lại có một cái tờ văn bản là cái gì? Đơn đề nghị giúp đỡ nè quý vị. Kính gửi công an huyện La Rai, tỉnh Gia Lai. Tôi tên là Trần Anh Tuấn, sinh năm 1978, 78 lớn hôm kia 3 tuổi. Và trong thời gian qua thì tôi có người em trai là Lê Anh Tú Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981 và đi bộ khất thực tu tập theo lời Phật dạy trong quá trình đi chưa có vấn đề gì xảy ra nhưng từ đầu năm 2024 đến nay thì em trai tôi mở ngoặt lên Tú đi từ Cao Bằng vào Khánh Hòa. Trong quá trình đi đến Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thì một số đối tượng livestream lợi dụng hình ảnh của em trai tôi trong quá trình đi bộ trên các cái nền tảng mạng xã hội để gây gây ảnh hưởng đến bản thân em trai tôi cũng như là tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ nay em trai tôi lên tú đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực để đảm bảo sự ổn định của xã hội tính mạng sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tôi mong cơ quan công an huyện tạo điều kiện giúp đỡ em ta em trai tôi hai chấm một làm căn cước công dân thực hiện đúng nghĩa vụ công dân Hai là xử lý các trường hợp livestream lợi dụng hình ảnh của em trai tôi trên các nền tảng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến bản thân em trai tôi và gia đình. Tôi mong công an huyện tạo điều kiện giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Đó, quý vị thấy rằng cái nguồn để mà xử lý các vấn đề này nó có hết rất là trong gia đình của ông ông Lê Anh Tú, ông Thích Minh Tuệ, và bây giờ cái việc mà quyết định ẩn tu để mà tạo ra một cái sự ổn định trong gia đình thì cái điều đó cũng là đúng thôi có lẽ rằng à, bắt buộc theo quý vị vấn đề còn lại đó là những người mà làm livestream hay là đưa ra những cái thông tin không đúng về ông Nga lên Tú có lẽ là tới đây người ta sẽ truy phạt người ta bắt đầu xử lý rất là dữ dội bởi vì cái cảnh mà xuyên tạc đó nó đã có rất là nhiều rồi nó nổi rộ ở trên mạng xã hội và đối với cái nguồn mà xuyên tạc chính á, hay là tạo dựng những cái thuyết âm mưu mà dữ dội là nó đến từ ở hải ngoại thì nhiều hơn tuy nhiên thì đến từ hải ngoại thì ở việt nam không thể áp dụng để mà xử phạt cho các cái nền tảng mạng xã hội ở hải ngoại nhưng mà những người ở trong việt nam mà lại bắt chước lại tiêm nhiễm vào những cái thuyết âm mưu đó rồi bắt đầu lên giọng bắt đầu sử dụng các cái mạng xã hội của mình để mà nói theo thì những người đó sẽ bị 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 coi như xử phạt hay là nặng hơn nữa là bị xử lý hình sự xử lý hình sự thì chúng ta đã biết rồi cơ bản là cái điều 331 là thường hay dễ bị lắm áp dụng lắm thí dụ như là ngày hôm qua đây một người phụ nữ mang tên một người phụ nữ 49 tuổi, người ta không có nói tên ở huyện Vĩnh Linh. Đó đã bị xử lý hình chính 5 triệu đồng do nói sai sự thật. Nói sai sự thật về cái gì? Xuyên tạc về chính quyền quản trị trên mạng liên quan đến việc ông Lê Anh Tú tức là Thích Minh Tuệ bộ hành. Đó cái đây là con người phụ nữ đây, người ta chụp à, ảnh từ phía sau lưng và phải đi làm việc với công an quản trị. Và phòng à, an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao của à, công an quản trị cho biết là đã xử lý cái bà, bà này và phạt với cái số tiền 5 triệu và qua rà soát ở trên không gian mạng đơn vị đã phát hiện bà này và nhiều đối tượng đã lợi dụng ông Lê Anh Tú đi qua địa bàn quản trị đã đăng tải chia sẻ bình luận xuyên tạc bịa đặt sai sự thật về cấp quỹ chính quyền và nhân dân tỉnh quản trị làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín hình ảnh của người quản trị đó thì ngoài bà này ra thì cơ quan công an tỉnh Quảng trị còn tiếp tục gọi hỏi xác sinh và xác minh và xử lý thêm 16 các trường hợp khác nữa rồi công an Quảng trị cũng còn kêu những cái người dân tham gia mạng xã hội là cần cẩn trọng cân nhắc trước khi chia sẻ đăng tải thông tin ý kiến về vấn đề sự thật hiện tượng xảy ra trong cái cuộc sống của mọi người vân 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 mọi hành vi mà vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc vi phạm hành chính đây là điều rất là rõ công an người ta nhắc rất là rất là nhiều lần như vậy như là khi mà coi trên mạng xã hội đó có những cái thông tin họ họ đưa ra mình thấy mà nó mình không có rõ ràng không có kiểm chứng được thì không có gì tượng tải ví dụ như vừa rồi thì họ nói về cái tỉnh quản trị thì nói rất nhiều đó là chính quyền quản trị thế này đối với ông tuệ tính quyền quản trị là ngược đãi hay cái gì gì đó đại loại thì những cái đó là trong cái mồm của mấy cái đám mà nó hải ngoại nhiều hơn các cái tổ chức mà nó chống đối việt nam nó muốn lật đổ việt nam và những cái tổ mà gọi là dân chủ cùi nó hay đi nói ngược cái vấn đề việt nam chuyện không có nó mua ra cho có chuyện ít nó xé ra cho nhiều để mà chi nó kích động bạo loạn nó kích động tạo ra cái phong trào quần chúng để chi để thông qua các cái cuộc mà xuống đường dữ dội biểu tình rồi nó tạo ra những cái mâu thuẫn cái gọi là bất bạo động của nó là chuyển sang để mà tạo ra sức mạnh cách mạng thì cho à, chung quy thì cũng là chỉ như vậy thôi quý vị bởi vì chúng ta đến ngày hôm nay cũng đã thấy có cái mồi rồi thay vì cái chuyến đi của ông sư minh tuệ lẽ ra nó rất là bình thản lẽ ra nó um, là không có vấn đề gì cả nhưng mà bây giờ người ta thấy có cái bàn tay lông lá của hải ngoại hải ngoại không phải là tất cả những người hải ngoại mà của một cái nhóm chuyên môn đầu nậu đầu cơ hay là nó thường hay nhờ những cái sự việc như thế này những cái phong trào quần chúng đó, hay là những cái người mà tụ tập đông đảo quần chúng để mà nó kích hoạt lên nó đánh bóng tên tuổi cho cái tổ chức của nó nhưng mà nó lại làm hại cho những người trong cuộc chúng ta thấy rằng chính vì có cái bàn tay lông lá của cái đám hải ngoại đó nó đã làm cho cái đoàn tu hay là cái chuyến đi hay là cái hình ảnh của sư minh tuệ có khi bị ảnh hưởng và có thêm các cái cớ mà để mà chính quyền để mà các cái cơ quan chức năng người ta cần phải ngăn chặn đó đó thí dụ như một sự mà tiêm nhiễm nghe tụi nó nói xong rồi đi lên mạng xã hội bình luận viết lung tung rồi chia sẻ các thứ rồi bây giờ lãnh lạnh cái búa là cái gì là bị phạt năm bảy triệu có người nói với chúng tôi là năm bảy triệu không đáng gì nhưng mà không đáng là đó nhưng mà đó là vẫn là tiền sự và khi mà có hai tiền sự ba tiền sự thì chắc chắn là phải chuyển sang hình sự rồi cái phạt thì một lần nữa là họ khởi tố thôi có gì đâu. Không có thể mà chấp nhận mà ở nước nào thì có thể là chửi bới rồi tạo dựng dựng chuyện đồ đó thì nói rằng không bắt. Ở Mỹ có thể không bắt. Nhưng mà ở Việt Nam có chuyện đó. Luật pháp mỗi nơi khác nhau, đặc biệt là ở xứ Đông phương thì người ta còn đạo đức. Còn tập quán, còn theo các cái điều kiện mà nó truyền thống ở nơi đó nữa. Cho nên chớ có mà bắt chước theo những cái đám mà nó chống cộng cụi ở hải ngoại nó cứ thò mỏ lên rồi nó suối cái này suối cái kia suối cái nọ có khi là cái đoàn người đi đông quá có khi là những cái người thân hữu hay là những cái um, nhóm mà cảm tình viên dù có các đảng phái hay là các phe nhóm gì ở tại hải ngoại có khi họ tra trộn vào trong đó không chừng mà bây giờ đó thì uh, mấy ngày trước thì cái nhóm mà dân chủ của cái đám chống cộng cụi ở hải ngoại đó thì nó lên nó ca ngợi ông Minh Tuệ nó cho rằng Minh Tuệ là cái người đấu tranh cái gì người đã tạo ra cái phong trào xã hội nào làm người có thu hút quần chúng để nó nó, nó bơm ông Minh Tuệ lên để mà nó tạo ra một cái hiện tượng thu hút quần chúng và kêu gọi quần chúng để mà đổ xô vào. Nhưng mà cách đây một hai ngày thì bắt đầu bọn họ đổi giọng một chút. Họ đã bỏ đổi giọng là bởi vì họ bực tức. Họ thấy rằng ông Minh Tuệ đó họ nói rằng ông Minh Tuệ bị bức hại bị bắt bớ thậm chí là bị giam cầm hay là bị thậm chí là họ nói dữ dần hơn nhưng mà cuối cùng lại xuất hiện ra ông Minh Tuệ rất là bình thường mà ở trong một cái gia đình rồi về gặp cha mẹ về gặp anh em rồi còn được đối xử rất là bình thường và chẳng những vậy mà người ta còn tạo điều kiện để mà làm căn cứ công dân các thứ thì bọn họ bực tức và thậm chí là họ bực tức nhiều hơn nữa khi mà thấy ông Minh Tuệ lại đứng trong một cái gia đình và cái gia đình đó thì biết biết rằng là ba thế hệ luôn từ cha của ông Minh Tuệ cũng là một bộ đội, bản thân ông ta cũng là bộ đội, em ông anh ông ta cũng là bộ đội. Rồi đứng trong một cái gia đình mà thấy có hình ở trên là cờ đỏ sao vàng là hình là ảnh um, Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất là nhiều các cái uh, hình ảnh um, chụp chung với em trai của, uh, uh, anh trai của ông Minh Tuệ là ở trong cơ quan chính quyền nữa. Tức nghĩa là một cái gia đình này rất đỏ, một cái gia đình là một gia đình, một gia đình cộng sản nồi và ông Minh Tuệ mở miệng ra là là trả lời là chấp hành các quy định và ủng hộ các quy định và coi như là nói về vấn đề bảo đảm trật tự và hợp tác rất là chặt chẽ đối với cơ quan chức năng thì bắt đầu họ quay giọng bắt đầu họ bắt đầu họ muốn là xỉa xói và cho rằng một cái người tu tập như vậy không có quyết chiến không có bảo vệ Phật pháp không có đấu tranh tới cùng gì phải theo cái kiểu của họ đó là họ muốn lợi dụng cái vụ việc này và họ kích động hơn cứ nói là bất bạo động thôi hay là bất tuân dân sự gì đó giống như bây giờ người ta cấm mình hay là bởi vì họ, họ đặt cái vấn đề là ông minh tuệ bị cấm thì mới nói nếu mà bị cấm bây giờ tôi không không tuân lệnh tôi cứ đi tức là tôi bất tuân cơ mà kêu anh tôi về gia lai tôi cũng về gia lai tôi đi huế đó tôi đi tiếp đó kiểu như vậy cái giờ kêu tôi làm thẻ căn cước tôi cũng làm và thậm chí là có những cái kẻ mà sống ở Mỹ mà tự xưng học luật học liếc học lung tung hết nhưng mà nói rằng thẻ căn cước là cái quyền công dân ai muốn làm làm không làm cũng được nữa đó quý vị đó mà quý vị mà nghe những cái lời như vậy mới đầu nghe qua là tưởng nó xuông tay lắm chứ mà xin lỗi tụi nó ở Mỹ này nó còn chưa làm được như vậy nữa tới tuổi nó cũng phải có cái căn cước nó cũng phải có ID nó không có là ai mà cho phát tiền cho nó xài rồi nó lấy gì nó đi làm nó lấy gì nó đi học toàn là một bọn láo xạo nó chỉ đặt ra những cái vấn đề đó mà theo cái thuyết mà gọi là cái thuyết tiêu chuẩn kép nó nói người ta thì được cái bản thân nó nó không phải như vậy trong khi đó chúng ta thấy là ông Thương Minh Tuệ thì bây giờ là ông ta rất là hợp tác là bây giờ có lẽ là trong những ngày tới có khi là không thấy ông Minh Tuệ ở đâu luôn mà người ta cũng có cái cớ người ta cũng không cho biết luôn tại sao cho mấy anh biết mấy anh biết ở gia lai mấy anh đã đổ xuống ông, 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 ông như vậy rồi bây giờ 11 cho biết rằng ở trà vinh chẳng hạn thì ông lao xuống ào ào, ào ở dưới đó nữa thì nó sẽ tạo ra cái sự hỗn loạn và cái vấn đề cốt lõi chính yếu là cái gì người ta tôn trọng ông minh tuệ là ông tu nhưng mà vì nhiều người đến hiếu kỳ quá ông minh tuệ cũng đã trả lời ngày hôm qua cho thấy rằng đó, là nhiều khi đi tiểu tiện đại tiện đi um, vô trong cái chỗ vệ sinh mà đi ra người ta cũng mua chĩa máy cho người ta quay rồi làm cho rất là bất tiện và làm cho cái việc tu tập nó không còn đúng ý nghĩa nữa thì như vậy thì thì đi theo để mà làm cái gì và nhiều cái đề nghị thì nói rằng là phải xử lý các cái người youtuber những cái người mà đi theo mà câu view câu like rồi trực tiếp dữ dội lên thậm chí là họ tạo ra những cái sự kiện để mà họ quay họ tạo ra những cái điểm nhấn chẳng hạn thì cái điều đó có lẽ là tới đây người ta cũng sẽ xử lý rà soát lại và xem coi cái nguồn gốc nó tới đâu và cái điều quan trọng hơn là phải coi coi có cái bàn tay lông lá nào đó của ở hải ngoại hay không của một cái đám mà cờn cờn nó chuyên môn lợi dụng vào các cái sự việc đó để mà kích hoạt lên để mà chống chính quyền hay là kích hoạt lên để tạo ra cái mâu thuẫn về về đạo giáo hay là mâu thuẫn về sắc tộc hay là nó muốn lợi dụng các cái điều đó để mà lôi kéo thêm các cái phần tử những cái người mà nhẹ dạ cả tin để mà đi theo tụi nó đây là cuối cùng thì nó lòi ra cái gì là những người đó sẽ bị đi tù và những người đó bị mất hết đó mới là vấn đề quan trọng cho nên này chúng ta tạm dừng cái chương trình tại đây và sẽ trả lời quý vị trong chương trình tới xin kính chào